Xin chào các bạn đã đến với kênh của Nhâm Hoàng Tần. Sau đây thì chúng ta tiếp tục hướng dẫn các bạn trong cái series video clip về cài đặt phần mềm Meta. Phần thứ hai là tải và cài đặt RStudio. Chúng ta vào google.com và chúng ta gõ RStudio. Và cũng tương tự như ở trên, chúng ta sẽ có thể tích luôn là cái phần đầu trang đầu hoặc là cái trang có ghi chữ download RStudio để cho an toàn, chúng ta tích ở trên. Chúng ta kéo lên chúng ta xem và chúng ta đã thấy có cái chữ download ở bên phải gần cuối chứ không phải là cuối. Tích chuột vào đó. Rồi, ở đó người ta yêu cầu chúng ta phải tải về phiên bản. Thì ở đây thì nó có RStudio Desktop free. Nếu như chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có thể mua cái phiên bản 995 đô trên một năm. Thì ở đây chúng ta sử dụng phần mềm miễn phí đúng không? Chúng ta sẽ tích vào download. Thì chúng ta kéo chuột xuống đây thì nó có RStudio dành cho hệ điều hành Windows, hệ điều hành Mac, Ubuntu, vân vân. Thì máy tính của chúng ta là phần mềm là hệ điều hành Windows cho nên chúng ta tích vào cái dòng trên cùng. Bây giờ máy tính của chúng ta đang tải phần mềm này khoảng mấy chục giây, tùy thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Như vậy là rất dễ dàng đúng không? Chúng tôi đã hướng dẫn các bạn tải về. Sau khi tải về rồi thì chúng ta sẽ đến cái mục cài đặt. Không biết mạng ở nhà các bạn thế nào chứ mạng nhà tôi thỉnh thoảng là nó cũng chậm. Có ít mà mãi nó mới xong. Như vậy đã xong. Chúng ta có thể ngay từ đây chúng ta tích đúc cũng được. Rồi, như vậy trước mặt các bạn đã thấy cái giao diện là welcome to RStudio setup này. Chúng ta có thể ấn vào nút next. Đơn giản là cái next thì cho nó dễ. Chờ một chút thì hiện nay là máy tính nó đang cài đó. Và chúng ta các bạn là cứ luôn nhớ rằng là phải cài R trước rồi bắt đầu mới cài RStudio, không cài ngược. Trong một số trường hợp mà chúng ta cài RStudio mà nó bị lỗi thì hãy liên hệ với số điện thoại mà chúng tôi đã cho cung cấp ở trên lớp để chúng tôi hỗ trợ cho việc cài đặt thêm. Cái việc cài đặt này nhanh chậm là phụ thuộc vào tốc độ của máy tính của các bạn. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ việc ấn nút finish là xong. Thì sang cái màn hình ở đây chúng ta gõ chữ RS. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy được RStudio. Chúng ta ấn vào nút open hoặc là ấn nút run này được. Nhấn một lần thôi ạ. Có bạn nháy 2-3 lần cuối cùng nó ra 2-3 cái đến lúc mà chạy chương trình nó bị lỗi
cũng tùy thời điểm, có lúc nó bị lỗi, có lúc không, thường một thời gian nó sẽ bị lỗi vì nó hàm mở hai ba cái một lúc. À, như vậy chúng ta đã cài đặt xong được phần mềm R Studio. Thì khác với phần mềm cái R, cái việc cài các gói ở trên R Studio nó rất là dễ. Cái cách thứ nhất là chúng ta gõ chữ install PipeKit. Đấy. Ấn nút nếm tab và cho trong nháy nháy, ví dụ như là BSDA. Nó báo cái gì? Hoặc là thứ hai là chúng ta có thể ấn vào cái menu và ghi chữ PipeKit. Xong rồi ấn nút install. Chúng ta gõ BSDA đó, rất là dễ, nó tự động hoàn thành lệnh chứ nó không như nhớ vất vả kia. Đấy, nó báo những cái dòng đỏ nó đang cài đấy chứ không phải là báo cái gì đâu. Đấy, như thế là xong. Ví dụ thêm một cái nữa nha, chúng ta cài cái gói Parop chẳng hạn, PROB. Vâng, như vậy là cài xong cái gói Parop và các gói phụ thuộc. Các bạn thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã hướng dẫn chúng ta cái cài đặt tải về và cài đặt R Studio sau khi chúng ta cài đặt phần mềm R. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Hy vọng rằng cái clip này sẽ cung cấp cho các bạn cái thông tin mà cần thiết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.